Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Giải cờ vua siêu hạng Na Uy Chess 2024 đã bước vào các trận đấu lượt về với nhiều diễn biến khó tin. Hôm trước thì chúng ta đã được tận mắt chứng kiến một sự kiện có 1-0-2 khi đương kim vua cờ Đinh Lập Nhân bị người tiền nhiệm Manu Kassen chiếu hết bằng một nước cờ của một kỳ thủ Elo dưới 1.000. Cho dù đây là ván cờ tiêu chuẩn và Đinh Lập Nhân còn hơn 30 phút để suy nghĩ, rõ ràng vua cờ đã không còn là chính mình nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với màn quyết đấu giữa Đinh Lập Nhân và thần đồng cờ vua Ấn Độ Pragnanaha tại vòng 7 giải cờ vua siêu hạng Na Uy Chess 2024 để xem Đinh Lập Nhân có giành được chiến thắng để giữ thể diện cho vua cờ hay là lại ăn hành ngập mồm nhé. Trong trận đấu này thì Pragnanaha là bên chơi quân trắng và Đinh Lập Nhân là người cầm quân đen. Phi tượng lên G5, đen để tốt C5 phản công. Trắng ăn luôn tượng và F6, buộc đen phải ăn tốt lên khiến đen bị tốt chồng. Trắng phi tượng lên B5 chiếu. Ở đây thì đen có thể chống đỡ bằng việc nhảy mã C6 hoặc là lên tượng D7 che chắn cho vua. Đây đen có thể đẩy tốt E6 để đưa tượng lên D6. Trắng nhập thành. Đen lên đậu C7. Với nước đi này thì đen có thể nhập thành dài. Đồng thời sẽ có thể đưa xe qua G8 để phản công trên cột G. Trắng phát triển mã lên D2. Có thể di chuyển lên F3 hoặc là lên B3 sang bên cánh hậu. Đen phi tượng lên B6. Tấn công con tốt H2. Nên ăn tốt sang D4 khai chiến. Trắng ăn mã lên, đe dọa sẽ nhảy vào B5 để tấn công hậu và tượng. Nên để tốt A6 phòng thủ. Ở đây thì trắng có thể có kế hoạch đưa xe qua C1, sau đó sẽ đẩy tốt C4 đột phá trung tâm và mở cột C tấn công hậu. Nên để tốt B5 để chặn lại thì trắng sẽ tiếp tục dâng tốt A4 đột phá. Trong ván thì trắng đã phi hậu lên H5 rằng đe dọa sẽ ăn mã E6 tấn công hậu. Nên nhập thành tránh khỏi đường rằng. Nên có thể có kế hoạch vào vua H8 và đưa xe qua cột G. Trắng để tốt C3 củng cố mã trung tâm. Đen có thể chồng xe trên cột G để tấn công và điểm yếu G2. Trong khi đó thì trắng có thể là đẩy tốt E4 đột phá trung tâm để đưa mã lên. Trắng qua xe D1. Đen đẩy tốt F5, tạo thành gọng kìm khống chế ô E4 không cho trắng đẩy tốt. Trắng nhảy mã lên F3. Đen nhảy mã bắt hậu. Trắng chạy hậu H6 đuổi mã. Đen qua hậu E7 bảo vệ mã. Đen vẫn có thể tiếp tục sử dụng cột G để chồng xe phản công. Trắng để tốt C4 đột phá trung tâm.
đây trong trường hợp mà đen ăn tốt lên thì trắng sẽ nhảy mã C6 tấn công hậu. Đen ăn mã thì trắng sẽ ăn tượng. Đen ăn hậu lên xe thì trắng sẽ ăn hậu F6 chiếu, buộc vua phải sang G8 và trắng sẽ lùi hậu về G5 và di chuyển vào F6 chiếu đi chiếu lại để cầu hòa. Trở lại ván cờ thực chiến. Còn nếu mà trong trường hợp mà đen không ăn tốt thì trắng sẽ ăn tốt lên D5, khiến cho đen phải ăn tốt lên và đen sẽ bị vỡ trận ở trung tâm. Ở trong ván thì đen đã ăn tốt sang C4. Liệu rằng Park Nanaha có nhảy mã C6 hay không? Nếu mà nhảy mã C6 thì có thể dẫn đến thế cờ hòa như ban nãy phân tích. Hoặc cũng có thể là đen nhảy mã lên G5 để tấn công luôn. Ta thấy cả hai kỳ thủ đều rất tập trung, đặc biệt là vua cờ Đinh Lập Nhân, anh đang mong muốn có một chiến thắng để giải tỏa cơn khát, khẳng định đẳng cấp của một vị vua cờ. Và trắng đã nhảy mã lên G5, đưa quân lên tấn công. Đinh Lập Nhân đưa xe qua D8 để tăng thêm quân bảo vệ tượng, để phòng có biến. Có vẻ như Park Nanaha định tính toán một đòn chiến thuật nào đó ở đây. Đây thì trắng có thể lùi mã về F3, mở đường cho xe tiêu diệt con tượng ở D6. Sau đó thì sẽ có thể nhảy mã lên E5 để hợp sức song mã tấn công con tốt ở F7. Tuy nhiên thì trắng lại lên xe D2, có lẽ là định chuẩn bị chồng xe trên cột D. Nên qua xe G8, sử dụng cột G để phản công lại. Nên lên xe G6 đuổi hậu. Buộc trắng phải chạy về H4 rồi. Nên qua xe, chồng xe trên cột G để tấn công mã. Ở đây thì đen có thể phi tượng lên B4 để tấn công xe. Trắng ăn mã F5 thì đen sẽ ăn xe D2. Trắng ăn hậu thì đen sẽ ăn xe chiếu. Trắng chạy vua lên thì đen sẽ ăn tượng về. Trắng ăn mã F7 chiếu thì đen sẽ chạy vua. Và lòng hoàng đưa về thế cờ hậu mã đấu với hai xe mã tượng. Và đen sẽ chiếm ưu thế. Và như vậy thì trắng đã lùi mã về F3 để bảo vệ mã, đồng thời mở đường cho xe tấn công con tượng ở D6. Nếu mà đen chạy tượng C5 thì trắng sẽ xuống xe D7 tấn công hậu. Đen chạy hậu về thì trắng sẽ ăn mã F7 chiếu. Còn nếu mà đen ăn mã về D7 thì trắng sẽ ăn hậu H7 chiếu hết ngay. Trở lại ván cờ thực chiến. Và như vậy thì đen đã đẩy tốt H6 để đuổi mã. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra đấy ạ. Trong khi mà trắng đang tập trung hai con xe trên cột D để bắt con tượng D6,
thì đen lại đẩy tốt H6 đuổi mã, cũng chả ăn được con mã này khi mà vua lại đang bị giằng. Sau một thoáng chững người thì chúng ta thấy được sự quyết đoán của Park Nanaha khi lập tức ăn xe và con tượng D6 hơn một quân chay. Và như vậy thì một lần nữa, vua cờ Đinh Lập Nhân lại khiến cho các fan hâm mộ cờ vua phải sửng sốt khi anh bị mất quân chay chỉ trong một nước cờ, như là một kỳ thủ mới học chơi. Thật không thể nhận ra vị vua cờ oai phong ngày nào. Với phong độ này thì Đinh Lập Nhân có thể thua trắng Gusket trong trận đấu bảo vệ ngôi vua của mình vào cuối năm tới. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại comment ý kiến của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.